Sau đây là một cái phòng mà tôi phải nói là hấp dẫn nhất của Batech. Trong cái gian phòng này thì là nơi những nghệ nhân chế tác này, chạm khắc này, lên men, vẽ men mặt số này, tạo hình mặt số từ gỗ này, đó, và chạm khắc những cái vân guloi, tất cả thủ công. Đó, nào chúng ta hãy cùng tham quan ngay sau đây các bạn nhé. Rare handcraft. Đây là một phiên bản Singapore, Bay of Singapore. Trong chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được cái đu quay này, khổng lồ này, Marina Bay Sands này, và hình tượng chú sư tử biển. Đó. Đây là quá trình vẽ men mặt số. Đó. Chúng ta có thể tham quan ở phía trong. Đây là những cái dụng cụ để chúng ta có thể vẽ. Vẽ xong lên men. Testing there, but you test the color and the design. And the enameling technique is that the painting is not only varnish. Đây là một chiếc đồng hồ để bàn có bản đồ của Singapore. Với một chiếc đồng hồ để bàn này, chúng ta có một chiếc tương tự, giống đến 99%, không có bản đồ ở 2 tầng. Đó là phiên bản với bản đồ của Hà Nội năm 1950. Đây chính là chiếc đồng hồ với bản đồ của Hà Nội năm 1950, mang mã hiệu 25009M. Đó, đây chính là phiên bản của chúng ta. Kia là sông Hồng này, kia là Hồ Tây này, Hồ Gươm nho nhỏ ở giữa cùng các cái phố cổ đan xen rất là đẹp mắt. Sau đây thì chúng ta hãy cùng vào cái gian phòng chế tác mặt số bằng giấy và chạm khắc những chiếc đồng hồ, vỏ những chiếc đồng hồ. Có hơn 30 loại giấy ở đây, giấy gỗ. Đó, đây chúng ta có thể thấy. Và đây chính là nghệ nhân đang cắt những cái miếng gỗ đó để lắp ghép tạo nên một cái mặt số Batech rất là nghệ thuật. Chúng ta sẽ phải cần khoảng 30 loại giấy khác nhau này, và khoảng 300 miếng, cũng như là 400 giờ công để tạo nên một mặt số hoàn chỉnh. Đó. Thế là các bạn đừng có hỏi tôi lý do vì sao chiếc đồng hồ Batech với hình chú chim hay là hình rồng phượng tại sao lại đắt đến như vậy. Đây chính là chạm khắc trên những chiếc đồng hồ đỉnh cao. Chúng ta có thể thấy ở trên những chiếc 6002G. Đó, nghệ nhân đang chạm khắc. Chạm khắc sống ở đây luôn đấy. Đấy, mời anh cameraman quay lên trên phía màn hình LCD lớn. Đó. Đây là quá trình chạm khắc lớp vỏ của chiếc 6002G Sky Moon. Đó, các bạn thấy không? Từng đường nét rất là chắc chắn, và bạn phải làm lâu năm nữa. Chứ không, nếu mà không có, tức là chúng ta không có kỹ năng ấy, thì chúng ta sẽ là phá hỏng, phá vỡ cả một cái vỏ đồng hồ. Các bạn thấy không ạ? Đó, thôi. Đây là căn phòng tạo vân guloi
trên mặt số. Và đây là một nghệ nhân đang tạo vân. Đây là một cỗ máy để tạo vân. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá. À, chúng ta thấy rằng đây là quá trình tạo vân. 2005, chúng ta sẽ có một cái mặt số với những cái đường vân Guloy rất là đẹp và đều. Điều này thì ảnh hưởng rất nhiều bởi bàn tay của người thợ, người nghệ nhân. Đó, nếu mà chỉ cần một sai sót thôi là một cái mặt số nó sẽ bị lỗi hỏng và chắc chắn là sẽ bị loại bỏ. Tốn rất nhiều thời gian để tạo nên một cái mặt số như thế này. Đó. Đây là một căn phòng rất thú vị đúng không các bạn? Nào, chúng ta hãy cùng khám phá tiếp. Sau căn phòng này, đó chính là một căn phòng nói về cái xưởng sản xuất của Patek. Đây, workshop. Đây, căn phòng này thì không có gì đặc biệt, chúng ta chỉ xem phim thôi, giống như căn phòng lịch sử, không có quá gì, quá nhiều trải nghiệm. Đây, một căn phòng mà cực kỳ ấn tượng, Movement Room, nơi giới thiệu những cỗ máy của Patek. Căn phòng số 12. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ có những cái bức tranh rất là đẹp. Ví dụ như đây, đây là một cỗ máy 324, cỗ máy nổi tiếng của Patek. Cỗ máy 324 với rotor trung tâm. Đó. Và đây, chúng ta hãy cùng tham khảo. Trái đất này, một hình cầu với những cái cỗ máy CH28520. Đây là một cỗ máy Chronograph. CH27525 cũng vậy. Đó, một cỗ máy Chronograph, máy lên dây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là thông minh, làm rất là đẹp. Đó. Chúng ta thấy được mặt trước và mặt sau của cỗ máy. Rồi, hãy đi một vòng. Cỗ máy 324 với Spiromax. Đó, mặt trước đây, mặt sau đây. Đó. Tuy nhiên là ở triển lãm Patek năm nay thì có một số điểm mới. Ví dụ như là công nghệ VR. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ VR để chúng ta xem bên trong cỗ máy đồng hồ có những chi tiết nào này, chúng ta có thể nhìn được ở bên trong nó sâu hơn. Và đây là một cái công nghệ mới mà Patek đã nghiên cứu trong vòng 4 năm. Đó, 4 năm công nghệ VR cho phép chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cỗ máy phía bên trong. Đây là Grand Sonnerie, hay gọi là cơ cấu điểm chuông đấy. Nó sẽ bung hết ra. Và tôi sẽ dùng cái thực tế ảo này, tôi gắp các cái chức năng. Đây, gắp này, đặt vào đây, đây là hộp cót này. Đó, được rồi đấy. Còn gì nữa nào, tôi đang sửa tìm nó đây. Đấy, tôi đã. Rồi, tiếp tục. Đó, nhìn thấy chưa? Đó. Còn một chi tiết nữa. Rồi, chúng ta đang được theo dõi cỗ máy Grand Sonnerie ở phía bên trong. Rồi. Nghe tiếng không ạ? Đó, đó là những gì mà thực tế VR đã cho chúng ta biết về một cỗ máy đồng hồ. Phải nói là trải nghiệm rất 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 là tuyệt vời. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía bên trong. Những âm thanh rất là thực, như chúng ta là một chi tiết ở trong cỗ máy đó vậy. Nào, và giờ chúng ta hãy đến phòng giải thích các cái chức năng
hay gọi là engineer room ấy. Ở đây là ba cái loop để chúng ta có thể thấy được từng chi tiết rất là kỹ ở trên mặt số. Đấy, chúng ta sẽ thấy được chi tiết của cái mặt số bằng cái loop này. Đó. Bằng cái máy như kiểu cái máy hiển vi, kính hiển vi ấy. Ok. Còn đây. Giải thích cơ cấu. February. Yeah. So I'll change the date to a 30th to show you what happens in the shop. Sorry. So focus on the date display here. Yeah. 30th. This is the hour hand. Yeah. Okay. I'll change the date as accordingly. Today's the 30th. So tomorrow will be the 1st of October. Oh. 30th. Oh. That's right. So this is what the annual calendar saw for the shop month. Wow. So there are 5 shop months. Đây. Đây là phòng số 14. Những chiếc đồng hồ phức tạp, rất phức tạp đúng không? Grand Complication Room, siêu phức tạp, phòng số 14. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được bộ sưu tập Chronograph này, Skychart, Skymoon, vân vân. Tuy nhiên là những chiếc đồng này thì tôi đã giới thiệu tại Bezuku 2019 rồi, nên là chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu ngắn gọn một vài chiếc đồng hồ đặc biệt thôi các bạn nhé. Nào, mời anh cameraman đi đến đây. Đây chính là chiếc đồng hồ Singapore 2019 Special Edition, phiên bản đặc biệt Singapore, với chức năng là điểm chuông Tourbillon. Đó. Đó. Anh cameraman ấy. Chiếc đồng hồ này mang mã hiệu là 5303, với chức năng là điểm chuông Tourbillon Special Edition Singapore 2019, thì được giới thiệu tại cái sự kiện triển lãm đồng hồ Patek tại Singapore. Thì chiếc đồng hồ này chỉ có limited 12 chiếc mà thôi các bạn ạ. Chiếc đồng hồ này thì có đường kính 42mm này, vỏ bằng vàng hồng này. Đó. Cỗ máy được sử dụng trong chiếc đồng hồ này là vẫn là một cái cỗ máy caliber RTO 27PS. Lồng tourbillon được đặt ở góc 6 giờ. Trước đây ấy, thì các bạn hiếm khi thấy Patek cho hiển thị tourbillon ở trên mặt số. Thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ với cái tourbillon đặt ở trên mặt số, mà không phải là ở phía sau mặt số như những chiếc đồng hồ khác. Các bạn có thể thấy được gì mặt số này được làm với cái hình ngôi sao đỏ dựa theo cái quốc kỳ của Singapore. Mặt số theo dạng skeleton, kim thì dạng lip cách điệu. Bộ gõ chuông thì ở góc 10 giờ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy bộ gõ chuông góc 10 giờ được hoàn thiện rất là đẹp mắt này. Hoàn thiện trái xước ở phía góc 1 giờ, 12 giờ đến 1 giờ có dòng chữ Tourbillon. Ở góc 3 đến 5 giờ có chữ Patek Philippe. Góc 6 giờ chính là cầu Tourbillon với kim dây màu đỏ. Rất là điểm nhấn. Thì lấy gạt chuông thì vẫn ở phía bên tay trái như truyền thống. Và đây cũng là một chiếc đồng hồ phiên bản Special Edition Singapore 2019. Chiếc đồng hồ này thì là hai chức năng: giờ thế giới và điểm chuông, World Time and Minute Repeater. Đó, mời anh cameraman đi sâu vào chiếc đồng hồ để tôi có thể giới thiệu ngắn gọn chiếc đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ này mang mã hiệu là 5531, World Time Minute Repeater, Singapore Special Edition 2019. Ở trên mặt số thì được làm là map của Singapore. Map của Singapore được đặt ở chính giữa mặt số, làm theo dạng men gốm hay gọi là enamel đấy. Chiếc đồng hồ này thì chỉ limited có 5 chiếc thôi. Chỉ có 5 chiếc được sản xuất thôi các bạn ạ. Những cái model là 5531 với chức năng World Time và điểm chuông thì được giới thiệu lần đầu tiên năm 2017 tại New York. Thì chúng ta có phiên bản New York rồi. Một lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phiên bản New York. Thì năm 2019 này, nhân cái sự kiện Exhibition, sự kiện triển lãm Patek, thì chúng ta sẽ được thấy phiên bản Singapore này, limited chỉ 5 chiếc. Chiếc đồng hồ này thì được sử dụng cái cỗ máy là R27HU 462 chi tiết.
đó, với chức năng chính là giờ real time và điểm chuông. Chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 40,2 mm, chúng ta có thể thấy được đấy, lấy điểm chuông ở góc truyền thống, phía truyền thống góc bên trái của chiếc đồng hồ. Rồi, chiếc đồng hồ này thì dành cho những vị khách hàng khủng đặc biệt, tôi mới giới thiệu tại Bezu 2019 trong video của tôi, chúng tôi của giá bảo. Đây là chính là chiếc 6300 Patek Philippe Grand Masterstream. Chiếc đồng hồ này đường kính 47,7 mm. Thì chiếc đồng hồ 6300 này thì tôi đã giới thiệu trước đó rồi, với caliber 300 đấy, với 20 cái chức năng phức tạp, 6 bảng sáng chế, lớp vỏ vàng trắng, mặt xanh. Đây là một chiếc đồng hồ dành cho những vị khách hàng đặc biệt. Và đương nhiên rồi, nếu mà chúng ta, thậm chí chúng ta có tiền, chưa chắc chúng ta có thể mua được. Đấy, điều kiện ấy, nó là quan hệ và nhiều tiền hơn. Đó, đây chính là chiếc 6002G chạm khắc. Chiếc này còn mang tên là Sky Moon, lớp vỏ hoàn toàn chạm khắc bằng tay đấy. Ở gian phòng nghệ nhân chạm khắc ấy, thì chính là chạm khắc chiếc đồng hồ này. Xin chào các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ từ hai phía đúng không ạ? Chiếc Sky Moon này thì có hai mặt số, tuy nhiên là chỉ đeo được một mặt thôi. Đó, chiếc đồng hồ này được sử dụng cái cỗ máy RTO 27 với chức năng là tourbillon này, điểm chuông này. Đó, lịch vạn niên. Đường kính 44 mm. Trước đây thì còn có một phiên bản nữa là phiên bản màu xanh, nhưng phiên bản màu xanh thì hiện tại không sản xuất nữa, nên là giá trị của những chiếc phiên bản màu xanh thậm chí bây giờ giá rất cao, cao ngày xưa rất là nhiều. Hiện tại phiên bản màu xanh giá dao động khoảng 3 triệu đô. Và đó là những gì ở trong gian phòng những chiếc đồng hồ siêu phức tạp tôi đã giới thiệu qua với cả các bạn. Đây chính là phòng Watchmaker Room. Ở đây thì có 4 nghệ nhân giải thích cho chúng ta 4 cái cơ cấu, 4 cỗ máy đồng hồ, cũng như là một chiếc đồng hồ phục chế, một chiếc đồng hồ điểm chuông hơn 100 năm tuổi. Nào, chúng ta hãy cùng đi qua. Đây là bàn của một để giải thích chiếc đồng hồ lịch vạn niên. Đó, như chúng ta đang thấy đây, đây là full moon calendar. Đó, những chi tiết của một chiếc đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ với mini rotor, máy 240. Một nữ nghệ nhân làm đồng hồ. Rất là chăm chú và say mê. Đó. Nào, và sau đây thì chúng ta hãy đi ra gian phòng chụp ảnh lưu niệm và tách. Background là nhà máy của Patek. Đây, background là nơi sản xuất những chiếc đồng hồ của Patek. Rồi. Đợi tôi chụp ảnh tí đã nhá. Rồi, và chúng ta đã đi ra sảnh chính. Sảnh chính nơi mà có cái cây hoa giấy 11.500 bông của nghệ nhân người Pháp. Đây, chúng ta vẫn còn một gian phòng nữa, đó chính là gian phòng Singapore Historic Room. Kia, theo dạng hành lang với 5 bức tranh bằng giấy. Ở phía trong này, đây chính là bộ sưu tập mà tại sao lại có một chiếc đồng hồ để bán mang tên là Holiday in Thailand, có nghĩa là kỳ nghỉ của Thái Lan. Bởi vì trong cái đây, như tôi thông tin như ở đây viết, Singapore và Thái Lan hay là một số quốc gia như là Malaysia này thì có điểm chung về tôn giáo. Thì Patek có mang cái hình tượng của loài chim thần Garuda. Đó, đây loài chim thần Garuda ở với chiếc đồng hồ này đến đây với một điểm tương đồng. Đó, và kia là một chiếc đồng hồ quả quýt. Có mặt được bán vào năm 1897 dành cho vị vua Rama V. Đó, rất là đặc biệt.
Tiếp đến chúng ta hãy cùng đây, ở đây chính là những chiếc đồng hồ có lấy nguồn cảm hứng từ những sinh vật biển. Mời anh cameraman zoom sát vào những chiếc đồng hồ này để tôi sẽ giới thiệu. Chúng ta sẽ có phiên bản Kingfisher. Đấy, tên một loài chim, tên là Kingfisher. Đó, đây là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Các bạn có thể nhìn thấy những cái viên kim cương này. Chạy viền của tại bezel của chiếc đồng hồ, cũng như là cái phần là cái phần móc ấy, cái phần móc. Thì chiếc đồng hồ này ấy, thì được làm từ vàng trắng. Mặt số thì được làm nung men. Đường kính là 56mm, độc bản, dành cho những nhà sưu tập. Mặt trước, mặt sau có hai mặt. Đó. Tiếp đến là chiếc Tropical Island. Đây là đảo của nhiệt đới. Chiếc đồng hồ này thì được giới thiệu vào, mới được giới thiệu vào năm nay đấy, năm 2019. Chiều cao 213,5mm, cũng độc bản nốt. Mang mã hiệu 20087M. Rồi, và chúng ta hãy cùng nhìn đến chiếc đồng hồ 5077, mang tên là Cá Coi. Cá Coi. Lớp vỏ vàng. Đó, kim cương, trang trí rất là đẹp mắt. Đường kính 38mm. Limited Edition. Chiếc này thì không phải độc bản nhá, chỉ có limited thôi. Cô máy 240. Đấy. Ở đây là có cả kim cương với đá quý 0,33 carat. Chiếc đồng hồ này thì theo tôi định giá thì nó không có giá dưới 100.000. Đó, phiên bản limited edition đặc biệt như thế này. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với bức tranh tiếp theo. Đây. Chúng ta vừa xuống biển rồi, bây giờ chúng ta lên rừng. Tất cả được làm bằng giấy. Nghệ thuật từ giấy. Ở phía bên trong chúng ta có một cái đồng hồ, một chiếc đồng hồ để bàn. Bộ sưu tập này thì mang tên là Unique Flora and Fauna. Đó. Thì chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ với rất nhiều các loài chim. Ba phiên bản này là ba phiên bản hoa, và hai phiên bản này là hai phiên bản động vật. Còn hai cái trái đào, phiên bản hai trái đào kia là được làm riêng cho thị trường Trung Quốc năm 1810, được trưng bày ở viện bảo tàng của Patek. Ở phía bên trong ấy thì là quả dưa hấu. Quả dưa hấu đấy cũng nó là một cái hộp nhạc với được làm năm 1820, cũng ở trong bảo tàng của Patek. Ở đây có hai phiên bản là hai loài, một chú là Royal Tiger, một con hổ và một con rắn. Thì hai chiếc đồng hồ này đều là limited edition ở trong những bộ sưu tập cá nhân. Đấy. Với ngoại hình giống nhau, kim dolphin, các cặp số bằng kim cương, mặt số được đấy như tôi vừa nói, được làm, được chế tác từ cái kỹ năng mà cắt gỗ. Được chế tác từ kỹ năng cắt gỗ, xếp lên và vẽ để cho nó ra được hai cái mặt số đẹp như thế này. Hai cỗ máy được sử dụng ở trong hai chiếc đồng hồ này là caliber 240. Không có quá nhiều đặc biệt, nhưng cái mặt số cũng như cái tính giới hạn thì là sẽ làm hai chiếc đồng hồ này trở nên đắt giá hơn rất là nhiều so với những phiên bản bình thường. Còn với những phiên bản của chị em, ba chiếc đồng hồ như các bạn đang thấy ở đây thì ba bông hoa tuyệt sắc, màu xanh này, màu tím này, màu vàng, cũng là thuộc cả private collection, những bộ sưu tập cá nhân. Ok, tiếp đến thì chúng ta hãy ra đây một bức tranh. Bức tranh giấy tiếp với một bộ váy rất là sắc màu của những bông hoa. Và bộ sưu tập của chúng ta ở đây. Đó. Với đây là những họa tiết Thái Lan này. Còn đây là những bông hoa này. Đây là những bông hoa ly. Những bông hoa ly. Còn kia là những bông hoa tulip. Hai chiếc đồng hồ đeo tay này thì ở trong bộ sưu tập là những phiên bản giới hạn. Còn hai chiếc đồng hồ để bàn này thì là độc bản.
hai chiếc đồng hồ để bàn này là độc bản. Đó. Ok, nào rồi chúng ta hãy đi đến bức tranh cuối cùng. Cây cầu, đây là trung tâm giao thương của châu Á với thế giới. Một bản đồ lấy Singapore làm mà chủ chốt, với một cái thuyền nó được bố trí rất là đẹp, tất cả là bằng giấy. Nếu mà khen thì tôi chắc khen đến ngày mai cũng không hết. Hai chiếc đồng hồ quả quýt, một chiếc thì được làm năm 1830. Phía bên phải đây chính là chiếc đồng hồ được làm năm 1830, và chiếc bên trái được làm từ năm 1805. Hai chiếc đồng hồ này thì đều được đặt ở bảo tàng của Patek. Đây chính là chiếc đồng hồ để bàn được giới thiệu vào năm nay, độc bản, tặng cho bảo tàng của Singapore. Một chiếc đồng hồ với hình tượng pháo hoa ở đất nước Singapore. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá chiếc đồng hồ này ngay sau đây. Các bạn có thấy không ạ? Trên bầu trời là những chùm pháo hoa này, pháo hoa này, hình tượng khách sạn Marina Bay Sands, những tòa cao ốc phía sau đó, bông hoa sen, và kế đến chính là đu quay khổng lồ được lên men màu rất là đẹp. Rồi, đó là một chiếc đồng hồ để bàn tặng riêng cho quốc gia Singapore của Patek, rất là đặc biệt đúng không các bạn? Rồi, và đó là tất cả những gì chúng ta có thể thấy và xem được ở tại triển lãm Patek năm 2019 tổ chức tại Marina Bay Sands Singapore. Rất hy vọng các bạn có một trải nghiệm thú vị cùng với Gia Bảo tại sự kiện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video.